Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với số đầu tiên vòng loại cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023. Kính thưa quý vị, nhằm mục đích đẩy mạnh công tác truyền thông gắn với thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số một cách đồng bộ, hiệu quả trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo đồng thuận trong các cấp chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2023. Cuộc thi là sân chơi trí tuệ, lành mạnh và bổ ích, nhằm giúp các cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở nắm vững những kỹ năng cũng như lộ trình cải cách hành chính và chuyển đổi số, góp phần hình thành xã hội số gắn kết với đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng. Thưa quý vị, cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số sẽ gồm có 4 phần thi, đó là phần thi chào hỏi, sáng tạo số, kỹ năng số và phần thi tăng tốc số. Và trong cuộc thi đầu tiên ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tranh tài giữa các đội tuyển Nam Giang, Tây Giang và Tiền Phước. Kính thưa quý vị, đến với cuộc thi ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu. Về phía đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, trân trọng giới thiệu bà Phạm Trần Diệu Linh, trưởng văn phòng đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông tại thành phố Đà Nẵng. Trân trọng giới thiệu ông Phạm Hồng Quảng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam, trưởng ban tổ chức. Chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu các thành viên trong ban tổ chức, ban thư ký cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023. Và chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu đại diện lãnh đạo các huyện, các đội thi tham gia trong chương trình hôm nay, đó là các đội thi huyện Nam Giang, huyện Tiên Phước và huyện Tây Giang. Kính thưa quý vị, và một thành phần không thể thiếu trong cuộc thi ngày hôm nay đó là sự hiện diện và tham gia cổ vũ đến từ các cán bộ, công chức, viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam và các đơn vị về tham gia dự thi. Kính thưa quý vị và các bạn, với tinh thần tổ chức cuộc thi nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo tính khách quan, trung thực và công bằng, ban tổ chức hội thi đã quyết định thành lập ban giám khảo gồm các đồng chí có uy tín, năng lực trên lĩnh vực cải cách hành chính, chuyển đổi số và truyền thông. Và sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thành phần ban giám khảo của cuộc thi. Trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Ngọc Quyên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, trưởng ban giám khảo. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, Phó trưởng ban. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Nhật Đức, Phó trưởng phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ, thành viên. Trân trọng giới thiệu ông Ngô Xuân Lộc, trưởng phòng Văn nghệ và Giải trí Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, thành viên. Trân trọng giới thiệu ông Trương Thái Sơn, trưởng phòng Công nghệ Thông tin và Bưu chính Viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông, thành viên. Và kính thưa quý vị, bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta cùng chào đón sự xuất hiện của 3 đội thi trong cuộc thi đầu tiên vòng loại cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023. Đến từ huyện miền núi nơi có cửa khẩu quốc tế với nước bạn Lào, đó là đội thi đến từ huyện Nam Giang. Và thưa quý vị, đến từ vùng quê Trung Du, nơi có dòng sông Tiên chảy ngược, quê hương của chiến sĩ Huỳnh Thúc Kháng, quyền chủ tịch nước, đó là đội thi đến từ huyện Tiên Phước. Và đội thi thứ 3 sẽ tham gia vào cuộc thi ngày hôm nay, đó là đội thi đến từ vùng cao biên giới với rừng cây di sản Bơ Mu, đó là đội thi đến từ huyện Tây Giang.
lúc này thì cả ba đội chơi đã có mặt trên sân khấu và xin quý vị hãy dành thêm một tràng pháo tay để động viên tinh thần cho cả ba đội thi. Kính thưa quý vị, cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2023 sẽ gồm có 9 cuộc thi, trong đó có 6 cuộc thi vòng loại, 2 cuộc thi bán kết và 1 cuộc thi chung kết. 18 đội thi đại diện cho các cán bộ, công chức, viên chức của các huyện, thị xã, thành phố sẽ tham gia vào 6 cuộc thi vòng loại. 6 đội thi có điểm số cao nhất sẽ bước vào vòng thi bán kết. Ở vòng bán kết thì các đội thi có điểm số cao nhất và cao nhì ở mỗi vòng sẽ tham gia vào cuộc thi chung kết năm. Và như vậy có nghĩa là đội thi nào giành được điểm số cao nhất trong cuộc thi ngày hôm nay sẽ là đội đầu tiên bước vào vòng bán kết. Và thưa quý vị, trước khi bước vào các vòng thi trong cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số 2023, một lần nữa thì chúng ta hãy dành thêm một tràng pháo tay để cổ vũ và động viên tinh thần cho cả ba đội thi. Vâng, xin trân trọng cảm ơn những tràng pháo tay và những lời động viên của quý vị dành cho các đội thi. Và bây giờ thì các đội cũng đã sẵn sàng để bước vào phần thi đầu tiên. Phần thi có tên gọi Chào hỏi. Kính thưa quý vị, ở phần thi này thì mỗi đội sẽ thực hiện một đoạn video clip để giới thiệu về đội thi, đồng thời qua đó giới thiệu những nét đặc trưng của quê hương, cùng với đó là những kết quả và thông điệp về cải cách hành chính và chuyển đổi số. Thời gian quy định tối đa của mỗi clip đó là 3 phút. Đội nào vượt quá thời gian quy định sẽ bị trừ điểm. Và điểm số tối đa ở phần thi này là 25 điểm, trong đó điểm chênh lệch giữa đội nhất với đội nhì với đội ba tối đa là 5 điểm và tối thiểu là 1 điểm. Và thưa quý vị, tham gia đầu tiên trong phần thi chào hỏi đó là đội thi đến từ huyện Nam Giang. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi đoạn video clip chào hỏi của huyện Nam Giang. Là huyện miền núi cao của tỉnh Quảng Nam, Nam Giang có tổng diện tích tự nhiên 1.842,88 km², có đường biên giới chung với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dài 70 km. Tổng diện tích tự nhiên của huyện chia theo tình hình sử dụng đất 184.288,66 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 153.536,4 ha. Phân ra, huyện có 11 xã và 1 thị trấn với tổng dân số 24.469 người, gồm các dân tộc anh em gồm Cơ Tu, Giá Chiên, Kinh, Tày, Nùng. Những năm qua, Nam Giang luôn quan tâm và chủ động trong công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính, đạt nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, có 1.915 hồ sơ được nhận trực tuyến, 283 hồ sơ nhận trực tiếp. Đặc biệt, có 429 hồ sơ được thanh toán trực tuyến đối với các lĩnh vực có thu phí, lệ phí. Có hơn 2.000 tài khoản dịch vụ công được các tổ công nghệ cộng đồng tuyên truyền hướng dẫn người dân khởi tạo và sử dụng. Tài khoản định danh điện tử được tuyên truyền cài đặt và kích hoạt đạt 8.593 tài khoản, tỷ lệ 86,14% chỉ tiêu giao, xếp 5 trên 18 huyện, thị, thành phố. Trên 30% tài khoản định danh điện tử VNeID được người dân biết khai thác, đăng nhập và sử dụng thực hiện hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công và tích hợp các giấy tờ tùy thân. Trong đó, việc khám chữa bệnh bằng căn cước công dân là một điểm sáng. Trong quý 3, có 5.521 trường hợp khám sức khỏe bằng căn cước công dân, trên 18.535 lượt khám, chiếm tỷ lệ 29,7%. 100% các trường khai thác và sử dụng các ứng dụng trên hệ sinh thái VNeDU. 100% các trường triển khai số hóa giấy tờ triển khai thực hiện hồ sơ điện tử như học bạ điện tử, sổ theo dõi đánh giá kết quả giáo dục học sinh, sổ đăng bộ, kế hoạch bài dạy trong từng cấp học. Toàn huyện hiện có 49/50 thôn có băng rộng di động và có 38/50 thôn có băng rộng cố định. Đây là một thành quả rất lớn đối với một huyện miền núi cao như Nam Giang. Bên cạnh những kết quả đạt được, Nam Giang vẫn còn những khó khăn nhất định như địa bàn rộng, các xã vùng biên giới cách xa trung tâm huyện, hạ tầng cơ sở hạn chế, nhận thức về công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính của người dân chưa cao. Tuy nhiên, với quyết tâm cao của lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính từ huyện đến xã, Nam Giang quyết tâm thực hiện thành công công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân trong việc đi lại, xử lý, chờ đợi các thủ tục hành chính, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đến với hội thi hôm nay, đội thi Nam Giang chúng tôi gồm có tôi, Tuấn Văn Phiên, tôi, Nguyễn Đình Hào, tôi, Trương Công Trình, tôi, Cao Xuân Nam, tôi, Cố Đức Nhóm, tôi, Nguyễn Đức Quốc, với tinh thần đoàn kết,
giao lưu, học hỏi. Nam Giang quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số. Vâng, thưa quý vị, đó là đoạn clip tham gia phần thi chọn hỏi của đội Nam Giang, và chúng ta cũng đã nghe rất rõ quyết tâm của các thành viên trong đội thi Nam Giang. Và chúng tôi cũng muốn hỏi thêm các thành viên đến từ đội thi Nam Giang ngày hôm nay đến với cuộc thi thì các bạn đã có sự chuẩn bị như thế nào ạ? Kính thưa các anh chị, thì đến với hội thi hôm nay thì đội thi Nam Giang với tinh thần là quyết tâm, tinh thần giao lưu học hỏi, thì trong đó tất cả các anh chị cùng nhau là nghiên cứu tất cả những cái nội dung, mục tiêu của Trung ương, của Chính phủ, của tỉnh, của huyện về cải cách hành chính và chuyển đổi số. Thì đến với đội thi hôm nay thì với tinh thần là giao lưu học hỏi và nâng cao thêm kiến thức về cải cách hành chính, thì đội thi Nam Giang xin tham gia một số nội dung như vậy. Vâng, và tôi nghĩ là với cái sự chuẩn bị như vậy thì đội Nam Giang cũng sẽ rất là tự tin và sẽ chúc cho các bạn sẽ giành được những kết quả thật cao trong cuộc thi ngày hôm nay. Và xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho đội thi Nam Giang. Thưa quý vị, bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với đội thi tiếp theo tham gia vào phần thi chào hỏi. Đó là đội thi Tiên Phước, và xin mời quý vị cùng theo dõi video clip chào hỏi của đội Tiên Phước. Huyện Tiên Phước nằm ở phía tây nam của tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Tam Kỳ 25 km về phía tây, cách thành phố Đà Nẵng, trung tâm du lịch Hội An khoảng 80 km. Tiên Phước được biết đến với nhiều danh thắng nổi tiếng, đặc biệt không gian văn hóa làng cổ Lộc Yên với hơn 20 ngôi nhà cổ còn lưu giữ một phong cách kiến trúc độc đáo của các nghệ nhân Mộc Văn Hà, được bố trí trong một không gian hài hòa, sinh động, mang bản sắc riêng của làng quê xứ Quảng. Là quê hương của quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Huỳnh Thúc Kháng. Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số, cải cách hành chính, trong thời gian qua, huyện Tiên Phước đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương thực hiện và đạt nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện hiện nay đã cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động của các đơn vị. 85 trên 85 thôn, khối phố trên địa bàn huyện có sóng 3G, 4G. 81 trên 85 nhà văn hóa thôn, khối phố có Wi-Fi. 100% cán bộ, công chức, viên chức đã được cấp tài khoản của Office, địa chỉ mail công vụ và được tập huấn sử dụng thành thạo. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính hàng năm đạt trên 99%. Tính đến tháng 6 năm 2023, huyện Tiên Phước đứng thứ 3 trên 18 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh về tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 74,36%. Huyện tập trung triển khai cung cấp các phần mềm chuyên dùng trên nhiều lĩnh vực, đẩy mạnh thực hiện các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động như sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip tích hợp bảo hiểm xã hội trong khám chữa bệnh và ứng dụng VNEID trong thông báo lưu trú, camera giám sát an ninh trật tự. Chủ động trong lựa chọn ứng dụng công nghệ và nền tảng số, từng bước làm chủ công nghệ để thực hiện chuyển đổi số nhanh, bền vững, hiệu quả. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở các cấp và sự tham gia của toàn dân là yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số và cải cách hành chính. Sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Chuyển đổi số và lấy người dân làm trung tâm là chủ thể và là mục tiêu của sự phát triển. Xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Thưa quý vị, đó là phần chào hỏi của đội thi Tiên Phước. Và qua đoạn video clip vừa rồi thì cũng có thể thấy được rất nhiều kết quả trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, cũng như rất nhiều thông điệp trong lĩnh vực này đến từ đội thi Tiên Phước. Và chúng tôi cũng xin được hỏi thêm, ngày hôm nay đến với cuộc thi thì đội Tiên Phước đặt mục tiêu và quyết tâm như thế nào ạ? Kính thưa ban tổ chức, kính thưa quý vị khán giả cùng các đội thi, thì đội Tiên Phước cũng xem đây là một cuộc thi rất là ý nghĩa và bổ ích, nên đội cũng nghiên cứu các tài liệu để tham gia cuộc thi. Thì tham gia với cuộc thi với tinh thần là giao lưu học hỏi, và cũng
đúc kết được kinh nghiệm để thực hiện trong cái nhiệm vụ ở địa phương. Và chúng tôi hy vọng rằng mục tiêu của đội Tiên Phước sẽ được hiện thực hóa trong cuộc thi ngày hôm nay. Và xin quý vị hãy dành cho đội Tiên Phước một tràng pháo tay thật lớn. Kính thưa quý vị, và lúc này chỉ còn một đội thi sẽ tham gia phần thi chào hỏi. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với đoạn video clip dự thi của đội Tây Giang. Tây Giang là huyện miền núi nằm ở phía tây bắc của tỉnh Quảng Nam, là huyện biên giới giáp với huyện Cà Lâm và Đắc Chưng, tỉnh Sê Công, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, là vùng phân bố chủ yếu của hơn 16 thành phần dân tộc, trong đó dân tộc Cơ Tu chiếm hơn 95% dân số toàn huyện, là huyện vùng cao còn nhiều khó khăn. Tây Giang xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Thực hiện chủ trương của chính phủ, các bộ ngành và tỉnh, trong những năm qua, Tây Giang đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, từng bước cải thiện điểm số các tiêu chí cũng như thứ bậc về cải cách hành chính so với các địa phương khác trong tỉnh. Để cụ thể hóa quyết tâm trong công tác cải cách hành chính, hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện Tây Giang đều xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện. Riêng năm 2023, huyện đề ra 13 nhiệm vụ trong lĩnh vực này. Với điều kiện xuất phát điểm thấp, Tây Giang luôn dành sự quan tâm đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác cải cách chuyển đổi số như trang thiết bị cho công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, trang bị cho bộ phận một cửa của huyện và cấp xã. Từ tháng 1 năm 2023, Tây Giang đã chuyển bộ phận này ở cấp huyện sang bưu điện huyện để có không gian thông thoáng, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính, nhất là khi đăng ký dịch vụ bưu chính công ích. Nhờ những nỗ lực không ngừng và các giải pháp phù hợp, Tây Giang đã cải thiện đáng kể chỉ số cải cách hành chính với kết quả phân loại điểm số từ trung bình lên mức khá. Ở Tây Giang, việc thực hiện thành công nhiệm vụ cải cách hành chính chuyển đổi số vẫn cần thời gian để hoàn thiện, nhưng huyện nhà quyết tâm thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính chuyển đổi số để đem đến sự hài lòng và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội ở huyện vùng cao Tây Giang. Xin chào, đến với cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023. Đơn vị Tây Giang gồm 8 thành viên. Tôi là Nguyễn Văn Phước, đội trưởng, đến từ phòng văn hóa và thông tin. Xin chào các bạn, mình tên là Linh Giám, đến từ phòng nội vụ huyện Tây Giang. Xin chào, mình là Hồ Tịnh, đến từ văn phòng hội đồng nhân dân huyện Giang Nguyễn. Xin chào, mình là Ra Lôi, đến từ phòng văn hóa thông tin huyện. Xin chào, tôi là Ngô Phan Tất Đại, đến từ văn phòng ủy ban nhân dân huyện Tây Giang. Xin chào, mình là Alan Thị Lôi, đến từ phòng huyện. Xin chào quý vị, mình là Rất Trần Huỳnh Tuấn, chuyên viên Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình huyện Tây Giang. Đội chúng tôi tham gia cuộc thi lần này với tinh thần giao lưu học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết. Xin gửi đến ban tổ chức, ban giám khảo, xin chúc cuộc thi của chúng ta thành công tốt đẹp. Vâng, thưa quý vị, đó là đoạn video clip chào hỏi đến từ huyện Tây Giang. Và xin được hỏi đội thi Tây Giang ngày hôm nay đến với cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số thì cảm xúc của đội thi như thế nào ạ? Và các bạn đặt mục tiêu như thế nào trong cuộc thi hôm nay? Đến với cuộc thi hôm nay thì đội Tây Giang cũng có một sự chuẩn bị nhất định. Cũng có một cảm xúc rằng là Tây Giang thì như đồng chí cũng đã biết thì Tây Giang cũng là một cái huyện mà xa của tỉnh Quảng Nam. Thì đội đến đây với tinh thần là giao lưu, học hỏi cùng các đội chơi. Và xin chúc ba đội chơi hôm nay hoàn thành tốt phần thi của mình, đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của đảng bộ và chính quyền và nhân dân tỉnh nhà nói chung và ban tổ chức nói riêng. Xin chúc cuộc thi cải cách hành chính và chuyển đổi số thành công tốt đẹp. Mình xin cảm ơn những lời chúc của đội Tây Giang và chúng tôi cũng xin được chúc cả ba đội thi sẽ hoàn thành thật tốt những phần thi trong cuộc thi ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, như vậy là cả ba đội thi đã hoàn thành phần thi chào hỏi, phần thi đầu tiên của cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023. Và dù với nhiều cách thể hiện khác nhau, với nhiều những kết quả, những thông điệp khác nhau, nhưng các đội thi cũng đã giới thiệu về đội thi, về quê hương
cũng như những thông điệp cải cách hành chính và chuyển đổi số tại địa phương mình. Còn bây giờ thì chúng tôi xin trân trọng kính mời phần nhận xét, đánh giá và cho điểm đến từ ban giám khảo. Xin trân trọng kính mời. Xin kính thưa quý vị đại biểu, xin chào các đội chơi. Trước hết, thay mặt ban giám khảo, chúng tôi xin cảm ơn và xin chúc mừng ba đội chơi. Có thể nói rằng là các bạn đã ghi những cái điểm số đầu tiên của cái cuộc thi cải cách hành chính và chuyển đổi số của tỉnh Quảng Nam năm 2023. Mặc dù là những cái địa phương miền núi rất là xa, như là Tây Giang, như là Nam Giang, trong một điều kiện đi lại hết sức khó khăn, nhưng mà các bạn cũng đã cố gắng nỗ lực hết mình để ghi những cái điểm số đầu tiên. Và ông bà ta thường nói là đầu xuôi thì đuôi lọt. Hy vọng rằng là những cái điểm số đầu tiên này nó sẽ giúp cho chúng ta có những cái bước tiến tốt đẹp hơn và cái chương trình của chúng ta sẽ thành công. Về nhận xét các cái clip của các đội chơi thì ban giám khảo chúng tôi sau khi hội ý thì chúng tôi thống nhất một số nhận xét sau đây. Trước hết là các đội chơi về mặt yêu cầu các cái thể lệ thì các đội chơi đều đảm bảo các cái thể lệ về mặt thời lượng của clip, tức là các đội chơi đều dưới 3 phút và đội gần nhất là 2 phút 58 giây. Và Nam Giang thì đội Tây Giang thì 3 phút. Nói chung là các bạn về mặt thời lượng các bạn đảm bảo yêu cầu của ban tổ chức đề ra. Về mặt nội dung thì trong các cái video clip các bạn cũng đã tập trung giới thiệu được những cái đặc trưng của cái địa phương mình, gắn liền với đó là những cái nét văn hóa cũng như là truyền thống lịch sử văn hóa của các cái địa phương, cũng như là cái kết quả trong cái việc cải cách hành chính và chuyển đổi số ở từng địa phương. Chúng tôi chúc mừng các bạn và số điểm của các bạn ghi được như sau. Đội Nam Giang ghi được 21 điểm. Đội Tây Giang ghi được 22 điểm. Và xin chúc mừng đội thi của Tiên Phước, các bạn được 23 điểm. Xin cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn phần nhận xét, đánh giá và cho điểm của ban giám khảo. Và cũng xin chúc mừng cả ba đội thi đã có được những điểm số đầu tiên trong cuộc thi ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng theo dõi điểm số hiện nay của các đội thi. Hiện nay đội Nam Giang đang có 21 điểm. Đội Tiên Phước đang có 23 điểm. Và đội Tây Giang có 22 điểm. Thưa quý vị, như vậy là cả ba đội thi đã hoàn thành phần thi chào hỏi và ghi được những điểm số đầu tiên trong cuộc thi hôm nay. Trước mắt của ba đội thi sẽ là phần thi tiếp theo mang tên Sáng tạo số. Kính thưa quý vị, với mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, hiện đại hóa nền hành chính, đảm bảo việc ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hiệu quả quản lý nhà nước, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước được công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian chi phí cho công dân và tổ chức. Trong thời gian qua, các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh đã có những mô hình, cách làm hay sáng tạo trong lĩnh vực cải cách hành chính và chuyển đổi số. Và trong cuộc thi hôm nay, phần thi sáng tạo số sẽ là cơ hội để mỗi đội thi của các huyện Nam Giang, Tiên Phước và Tây Giang trình bày về một mô hình hoặc một cách làm hay hiệu quả trong lĩnh vực chuyển đổi số và cải cách hành chính tại địa phương. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng xem thể lệ của phần thi sáng tạo số. Ở phần thi này, mỗi đội cử một thành viên thuyết trình về một mô hình hoặc cách làm hay, hiệu quả trong lĩnh vực chuyển đổi số và cải cách hành chính. Thời gian tối đa là 6 phút. Đội nào vượt quá thời gian quy định sẽ bị trừ điểm. Khuyến khích thí sinh thuyết trình kèm minh họa bằng tranh ảnh, diễn xuất phù họa để tăng tính thuyết phục và hấp dẫn. Thang điểm tối đa của phần thi này là 20 điểm. Thưa quý vị, vừa rồi là thể lệ của phần thi sáng tạo số. Ở trong phần thi này thì ba đội thi sẽ thể hiện phần thuyết trình và thời gian tối đa cho phần thuyết trình của mỗi đội thi là 6 phút. Nếu đội nào vượt quá thời gian quy định sẽ bị trừ điểm và điểm số tối đa ở phần thi này là 20 điểm. Sau đây xin mời đại diện của đội thi Tiên Phước sẽ là đội đầu tiên tham gia phần thi sáng tạo số và xin mời quý vị cùng theo dõi phần thi sáng tạo số của đội Tiên Phước. Kính thưa ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2023, tôi xin được thay mặt cho đội thi huyện Tiên Phước trình bày về mô hình sử dụng căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNEID trong khám chữa bệnh tại trung tâm y tế huyện Tiên Phước.
thực hiện theo quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án 06 thì tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, nhằm tạo điều kiện cho người dân khi đi khám chữa bệnh đã áp dụng được việc thực hiện khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip, thay vì người dân phải đi khám chữa bệnh và mang theo những loại giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế thì hiện nay chỉ cần một thẻ căn cước công dân gắn chip. Ngày 16 tháng 8 năm 2023, tổ đề án 06 của Tiên Phước đã tổ chức lễ khai trương mô hình căn cước khám chữa bệnh căn cước công dân gắn chip điện tử tích hợp bảo hiểm y tế và ứng dụng VNeID trong khám chữa bệnh. Với sự tham gia của lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Phước và cùng một số lãnh đạo khác của các cơ quan và các thành viên trong tổ công tác. Để thực hiện được mô hình khám chữa bệnh căn cước công dân có gắn chip thì trong thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước đã tích cực chuẩn bị về nhân lực và cơ sở vật chất, giống như là mua mới máy đọc mã QR code tại các khoa khám bệnh, hệ thống mạng máy tính, nâng cấp phần mềm, hướng dẫn cho các trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện việc tra cứu thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip. Đồng thời, cơ sở dữ liệu của Bảo hiểm xã hội được kết nối và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trước đây, khi người dân đi khám bệnh, thì họ cần phải mang theo tất cả các loại giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để chứng minh được thông tin. Nhưng hiện nay, thì chỉ cần thẻ căn cước công dân có gắn chip hoặc là đã cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh thì đã có thể hoàn tất được thủ tục đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trong quá trình thực hiện các bước thực để thực hiện như sau: khi người dân đến khoa khám bệnh xuất trình thẻ căn cước công dân cho nhân viên y tế thì trong khu vực đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nhân viên y tế thực hiện kiểm tra căn cước công dân gắn chip thì những thông tin cần thiết của người dân sẽ nhanh chóng được hiển thị trên màn hình máy tính. Sau khi hiển thị những thông tin thì kiểm tra thông tin nếu hợp lệ về tham gia bảo hiểm y tế thì tiến hành hoàn tất đăng ký khám chữa bệnh và hướng dẫn người bệnh thực hiện theo quy trình khám chữa bệnh hiện hành. Trong quá trình thực hiện thì có những trường hợp khi mà kiểm tra thông tin trên căn cước công dân thì có những thông tin là chưa hợp lệ về tham gia bảo hiểm y tế và hoặc là những người dân mà chưa được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip thì nhân viên y tế cần phải giải thích cho người bệnh hiểu là thẻ bảo hiểm y tế của họ trên căn cước công dân chưa thể thực hiện được, sau đó là đề nghị cho người dân xuất trình thẻ bảo hiểm y tế và các giấy tờ tùy thân khác để tiếp tục quá trình khám chữa bệnh như thông thường. Đây là hình ảnh những nhân viên y tế đang kiểm tra căn cước công dân để đăng ký khám chữa bệnh. Khi mà quét thẻ căn cước công dân thì rất nhanh, thì những thông tin cần thiết của người dân sẽ được hiển thị trên màn hình máy tính. Tiếp tục, nhân viên y tế sẽ kiểm tra những thông tin đó xem là có hợp lệ với tham gia bảo hiểm y tế hay không, rồi hoàn tất bấm nhấn lưu và hoàn tất quá trình đăng ký khám chữa bệnh. Như vậy có thể nói là việc áp dụng khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNeID là một bước cải tiến lớn trong cải cách hành chính của ngành y tế. Người dân sẽ được, thay vì phải tốn thời gian về làm thủ tục giấy tờ thì người dân sẽ được tiếp cận với những dịch vụ y tế một cách nhanh chóng hơn, rút ngắn được thời gian chờ đợi, nâng cao được chất lượng khám chữa bệnh chuyên sâu và đáp ứng được sự hài lòng của người dân. Để cho mô hình được thực hiện có chiều sâu và có sức lan tỏa lớn hơn, phát huy được những hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện cho các công dân trong quá trình khám chữa bệnh thì cần phải tiếp tục xác định đề án 06 là nhiệm vụ cách
thành là nhiệm vụ chính trị quan trọng, hướng tới thực hiện những mục tiêu của đề án 06 nhằm lấy lợi ích của người dân làm hàng đầu. Thì tại trung tâm y tế, những nhân viên y tế là cần phải ưu tiên hướng dẫn cho người dân cung cấp thẻ bảo hiểm, thẻ căn cước công dân thay cho thẻ bảo hiểm y tế như hiện. Dạ, bài thuyết trình của tôi đến đây là kết thúc. Xin kính chúc quý vị đại biểu cùng quý vị khán giả là chúc sức khỏe và xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần thi sáng tạo số của đội thi Tiên Phước với mô hình sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNEID trong khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước. Và tiếp theo sau đây sẽ là phần thi của đội Tây Giang. Xin mời quý vị cùng đến với phần thi sáng tạo số của đội thi Tây Giang. Xin kính chào ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể các đội thi và quý vị khán giả có mặt trong trường quay sáng hôm nay. Vâng ạ, và sau đây em xin đại diện đơn vị huyện Tây Giang xin gửi đến ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể quý vị có mặt ở đây một trong những cái cách làm hay của huyện Tây Giang trong việc thực hiện đề án 06. Và cái nội dung chủ yếu và quan trọng nhất của bài thuyết trình hôm nay của em đó là làm cách nào để cải cách hành chính số, chuyển đổi số là góp phần tạo nên được cái sự đồng nhất giữa người dân và những con số. Và tại sao lại nói như vậy ạ? Bởi vì sao ạ? Người dân Tây Giang của chúng tôi hiện nay thì cực kỳ khó khăn, đường xá thì không được thuận lợi, về mặt mạng internet thì còn rất là nhiều hạn chế. Nhưng với những cái khó khăn đó thì những người con Tây Giang, đặc biệt là những đồng chí lãnh đạo chính quyền địa phương đã làm hết mình, cống hiến mình cho công cuộc cải cách hành chính và chuyển đổi số, góp phần xây dựng tiện ích cho bà con nhân dân vùng biên. Vâng ạ, và để xác nhận là cái đề án 06 nó phát triển như thế nào và thành công như thế nào, xin mời mọi người có thể giúp em lấy smartphone ra được không ạ? Dạ vâng ạ, mọi người hãy cùng em thực hiện thử những bước. Chúng ta cùng lấy smartphone ra và sẽ có một bài test xem thử là đề án 06 nó hoàn thiện như thế nào ạ. Và vâng ạ, xin mời mọi người cùng lấy smartphone ra giúp em được không ạ? Vâng ạ, và mọi người cùng tìm cho em trong phần ứng dụng, đó là phần ứng dụng VNEID. Và chúng ta sẽ cùng xem thử là phần mềm ứng dụng VNEID này thì nó có những cái hay gì để chúng ta có thể gọi là tiện ích và góp phần cho thành công của đề án 06. Vâng ạ, nếu chúng ta đang cầm trên tay chiếc smartphone và có phần mềm VNEID thì chúng ta có thể thấy được là sự tiện lợi của việc sử dụng phần mềm ứng dụng này đó là cái gì ạ? Chúng ta tích hợp được thông tin giấy phép đăng ký lái xe, tích hợp thông tin thẻ căn cước công dân, tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ thông báo lưu trú trực tuyến và hỗ trợ thông tin tố giác tội phạm trực tuyến. Và những cách làm này thì cực kỳ hữu dụng, đặc biệt cho những người dân vùng cao của chúng tôi. Vì sao ạ? Vì người dân vùng cao của chúng tôi thì mỗi lần đường xá thường thường thì sáng nắng chiều mưa, và mỗi lần đi xa hoặc là đi xuống huyện để khám chữa bệnh hoặc là làm các thủ tục hành chính thì cực kỳ khó khăn và vất vả. Nhưng qua cách làm và ứng dụng VNEID của Bộ Công an, chúng tôi đã rút ngắn được rất nhiều thời gian cho bà con nhân dân, cũng như là chính cán bộ của chúng ta hiện nay cũng rất là cần phần mềm ứng dụng này. Và trong cái tích hợp này thì khi mọi người đi xa thì không cần phải đem nhiều ạ. Căn cước công dân cũng có thể đem hoặc không đem. Chúng ta có thể không đem cũng được. Bởi vì sao? Bởi vì trên ứng dụng VNEID đã có tích hợp căn cước công dân gắn chip. Và tại các điểm trên địa bàn huyện Tây Giang hiện nay như các nơi làm thủ tục hành chính, các bộ phận một cửa hoặc là trung tâm y tế và các địa điểm các cơ quan ban ngành huyện Tây Giang, chúng tôi đã có những cách làm hay như thế nào. Chúng tôi đã cấp những cái đầu quét mã QR
QR code để chúng ta có thể dễ dàng thực hiện các bước trong ứng dụng VNEID. Và tuy có những cái thành công như vậy, nhưng có những cái nó cực kỳ khó khăn đối với bà con vùng cao là như thế nào ạ? Bà con vùng cao chúng tôi thì có những người không có thể có tiền mua SIM điện thoại hoặc là mua những cái thiết bị smartphone đắt đỏ. Thì qua những cái khó khăn đó và nhận thấy được những khó khăn đó thì lãnh đạo thường trực huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban dân huyện đã cùng họp và có những cách làm khá hay, đột phá trong việc chuyển đổi số và cái cách hành chính. Trong đó thì khi nhận thấy rằng là bà con nhân dân chưa có SIM di động chính chủ để đăng ký mã định danh điện tử thì ủy ban dân huyện đã ra một cái quyết định cực kỳ hay, đó là mua tặng cho bà con 1.800 SIM di động. Dạ vâng ạ, và 1.800 SIM di động này được kích hoạt tại chỗ cho bà con nhân dân, những người người ta chưa bao giờ được tiếp cận với công nghệ, chưa bao giờ được tiếp cận với điện thoại di động, nhưng mà khi đến với cái chương trình hỗ trợ 1.800 SIM này thì bà con của chúng ta đã được tiếp cận và không phải mất phí. Các nhân viên hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân trong tổ công tác đề án 06 phối hợp với đơn vị Viettel Tây Giang đã đến tận nơi, tận xã, tận thôn để cấp và kích hoạt cho bà con những cái SIM được tặng này. Và nó đem lại một lợi ích rất lớn cho bà con nhân dân của chúng ta. Và với cái những tiện ích như vậy thì huyện Tây Giang tới thời điểm hiện tại đã có 5.869 mã định danh điện tử đã được đăng ký và có 4.883 mã định danh điện tử đã được kích hoạt và sử dụng cho các hoạt động của bà con nhân dân và người dân trên địa bàn huyện. Và chúng ta có thể nhìn thấy được những hình ảnh rất tích cực và những cách làm hay. Bà con được nhân viên ở tổ công tác 06 và các nơi đến làm SIM di động cho người dân. Và đến với Tây Giang hiện nay thì xin phép giới thiệu với mọi người thì bây giờ mọi người đến với Tây Giang thì không cần phải thiết phải đem thật nhiều giấy tờ hoặc là những cái giấy tờ tùy thân và chứng minh nhân dân hoặc là những cái giấy đăng ký lưu trú hoặc là gì nữa ạ. Chúng ta chỉ cần đến Tây Giang, đến những điểm lưu trú, chúng ta chỉ cần mở ứng dụng VNEID. Và ở Tây Giang hiện nay thì đã có 100% cơ sở lưu trú có mà đầu quét mã QR code để thực hiện đăng ký lưu trú và người dân cũng như du khách không cần phải quá bận tâm về việc là phải đi đăng ký lưu trú và chính là những người trong các đơn vị lưu trú cũng không phải mất thời gian để đi qua công an hoặc là đơn vị an ninh để phải đăng ký lưu trú cho khách nữa. Và đó là một trong những cái cách làm hay của đơn vị Tây Giang mà tôi đến đây để xin chia sẻ với mọi người có mặt trong cuộc thi hôm nay. Và một lần nữa, thay mặt cho đơn vị huyện Tây Giang, xin kính chúc ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể các đơn vị tham gia cuộc thi cải cách hành chính và chuyển đổi số quốc gia chuyển đổi số quốc gia tỉnh Quảng Nam năm 2023 lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt và chúc cuộc thi của chúng ta thành công, tốt đẹp. Xin chúc mừng đội thi huyện Tây Giang đã hoàn thành phần thi sáng tạo số với mô hình sử dụng ứng dụng VNEID để mang lại tiện ích cho người dân vùng biên. Và thưa quý vị, bây giờ sẽ là đội thi cuối cùng bước vào phần thi sáng tạo số. Xin mời quý vị theo dõi phần thi của đội Nam Giang. Xin kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý ban giám khảo, quý khán giả cùng các đội thi thân mến. Tôi tên là Nguyễn Đức Quốc, đến từ đội thi của huyện Nam Giang. Lời đầu tiên, cho phép tôi xin kính chúc các đồng chí luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc cho hội thi của chúng ta thành công tốt đẹp. Đến với phần thi sáng tạo số hôm nay, tôi xin trình bày chủ đề thanh toán trực tuyến, những bước đi đầu tiên tại huyện miền núi. Kính thưa quý vị đại biểu, xã Cà Di là một xã miền núi của huyện Nam Giang với diện tích là hơn 20.000 ha và diện tích đồi núi là chiếm 95%. Có hai tuyến đường đi qua, đó là
quốc lộ 14D và tuyến đường Hồ Chí Minh. Toàn xã có 3.905 nhân khẩu và sống đời sống là nhân dân còn rất là nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào nông nghiệp và người dân là chủ yếu là làm nương rẫy. Phần lớn là các thanh niên trong xã là đi làm tại các khu công nghiệp, các thành phố lớn và các địa phương khác. Công việc là rất bấp bênh. Tỷ lệ hộ nghèo là còn rất là cao, chiếm là 63,87%, trình độ văn hóa là còn rất là thấp. Người dân cư trú tại địa bàn xã Cà Di của huyện Nam Giang chủ yếu là người lớn tuổi nên việc tiếp cận công nghệ thông tin còn rất là nhiều hạn chế. Và chính quyền xã đã chú trọng đến công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu và bắt buộc giúp cho giải quyết kết quả thủ tục, giúp cho giúp cho cái mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân được gần gũi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh và giảm chi phí cho người dân, đồng thời là giúp cho chính quyền nâng cao cái năng lực cũng như là cái quản lý, chỉ đạo điều hành. Và chính quyền ủy ban nhân xã đã rất là quan tâm đến công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số bằng những cái văn bản chỉ đạo quyết liệt của địa phương và những hoạt động của cán bộ công chức và tổ công nghệ cộng đồng đã giúp cho xã Khai Di đã có những cái kết quả như sau. Trong quý 3 năm 2023, trên địa bàn xã Khai Di là tiếp nhận 426 hồ sơ, trong đó phát sinh là 426 hồ sơ là bằng hình thức là trực tuyến. Và kết quả cán bộ công chức viên chức đã thực hiện tốt cái công tác là triển khai cái dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến, trong đó là có 211 trên 426 hồ sơ thủ tục hành chính có thu phí được thanh toán trực tuyến. Và lãnh đạo ủy ban nhân dân xã đã đưa ra các cái phương châm để triển khai thực hiện cái nội dung này như sau. Một, tức là giao chỉ tiêu cho mỗi cán bộ công chức viên chức và cái tổ công nghệ cộng đồng hàng tháng là phải thiết lập cho người dân được trên 20 tài khoản dịch vụ công, và đặc biệt là hướng dẫn sử dụng là cái tài khoản VNEID để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến. Hai, đó là yêu cầu mỗi công dân khi đến ủy ban nhân xã thực hiện các thủ tục hành chính thì cán bộ công chức viên chức của xã là sẽ đào tạo nhanh về cái sử dụng dịch vụ công trực tuyến và cái thanh toán trực tuyến, và khi mà thực hiện thì cán bộ công chức viên chức sẽ hỗ trợ cho người dân. Ba, đó là ủy ban nhân dân xã Cà Di sẽ bố trí một cái máy vi tính, thiết bị in scan để cho giúp cho công việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính của công dân. Và đặc biệt là đó là cái trong cái thủ tục hành chính mà có thu phí thì đầu tiên lãnh đạo và cán bộ công chức viên chức cấp xã sẽ tuyên truyền tốt cái nghị quyết 07 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thu phí, lệ phí các hoạt động dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Và đặc biệt là ủy ban nhân dân xã Cà Di đã khuyến khích người dân là thực hiện tốt cái phương pháp thanh toán trực tuyến bằng các cái ví điện tử. Chúng ta thấy là khi mà thực hiện cái thanh toán điện tử thì phụ thuộc vào rất là nhiều cái ngân hàng, nhưng mà trên địa bàn huyện miền núi của Nam Giang là các huyện miền núi là chỉ có duy nhất là một ngân hàng, đó là ngân hàng Agribank. Thì bây giờ là trên cổng dịch vụ công trực tuyến của ủy ban nhân tỉnh đã tích hợp cái tiện ích là internet banking. Tuy nhiên người dân là ở đây, tất cả các địa phương ở đây là sử dụng cái tiện ích đó là mobile banking thì khó có thể mà triển khai thực hiện các cái dịch vụ công trực tuyến. Và cách làm của ủy ban nhân xã của chúng tôi đó là triển khai các cái ví điện tử trong cái cho người dân để cho người dân thực hiện, đó là ví VNPT Money, Viettel Money và ví Momo. Và khi mà người dân đến triển khai thực hiện có thủ tục hành chính thì cán bộ công chức viên chức cấp xã sẽ hướng dẫn người dân là cài đặt và sử dụng cái tiện ích ví điện tử này. Và một cách làm nữa đó là ủy ban nhân xã đã kết nối với ngân hàng Agribank để triển khai cái tiện ích về cái sử dụng ví điện tử này. Khi mà cán bộ công chức viên chức cấp xã của chúng tôi
liên hệ đến ngân hàng Agribank thì nhân viên ngân hàng sẽ kích hoạt cái số điện thoại đó để sử dụng cái dịch vụ thanh toán cái tiện ích sử dụng ví. Và khi người dân đến với giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã Cà Di mà không có ứng dụng ngân hàng thì cán bộ công chức viên chức của chúng tôi sẽ thu hộ tiền lệ phí của dịch vụ công trực tuyến đó, và sẽ cán bộ công chức sẽ lấy cái ví điện tử của mình chuyển cái tiền sang ví điện tử của công dân để công dân là chuyển cái tiền đó thanh toán trực tuyến. Và đối với người dân mà không có smartphone và không có ứng dụng ngân hàng thì cán bộ công chức viên chức của chúng tôi sẽ thu hộ phí và sử dụng cái tài khoản ví điện tử của cán bộ công chức và trả nộp trên cái thu trả phí trên cái cổng dịch vụ công. Và bằng cách làm như vậy thì lúc đầu sẽ còn rất là khó khăn, đòi hỏi là cán bộ công chức viên chức sẽ phải nỗ lực rất là nhiều, và chúng tôi là quyết tâm là với phương châm là mỗi nhà là có một tài khoản điện tử và một cái ví điện tử để triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn xã Cà Di. Và kết quả theo quý vị đã thấy là trên cái bản đồ thể chế của tỉnh Quảng Nam, xã Cà Di là đứng xếp vị trí thứ nhất trong 12 xã là top đầu của trong cái việc là triển khai dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến. Như vậy là phần trình bày của đội thi huyện Nam Giang đến đây xin kết thúc. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin được chúc mừng đội thi huyện Tây Giang đã hoàn thành phần thi sáng tạo số với mô hình thanh toán trực tuyến, những bước đi đầu tiên của huyện miền núi. Và chúng tôi cũng xin được chúc mừng ba đội thi đã hoàn thành rất tốt phần thi sáng tạo số trong cuộc thi hôm nay. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin trân trọng kính mời phần nhận xét, đánh giá và cho điểm đến từ ban giám khảo. Xin trân trọng kính mời. Xin chúc mừng ba đội chơi đã hoàn thành rất là xuất sắc cái phần thi sáng tạo số. Mặc dù là cái số đầu tiên thì nó cũng có trục trặc tí về kỹ thuật, nhưng mà các bạn cũng đã rất là bình tĩnh và tự tin thuyết trình được cái nội dung mà của đội mình đã chuẩn bị. Xin chúc mừng ba đội. Về nhận xét chi tiết thì ban giám khảo sau khi đã hội ý thì cũng có một số cái nhận xét như sau. Đối với đội Tiên Phước thì nói về cái đề án 06, việc mà thực hiện cái căn cước công dân và cái VNeID để mà thực hiện cái cho cái phòng khám chữa bệnh của trung tâm y tế Tiên Phước, thì đối với cái mô hình này thì các bạn cũng nêu được vấn đề, nhưng mà ở đây cũng các bạn chưa nêu được cái sáng tạo của mình trong cái việc làm như thế nào. Đã quyết tâm làm là theo chủ trương của tỉnh, nhưng mà cái sáng tạo thì các bạn cũng chưa nêu được cái ý sáng tạo của mình. Đối với Tây Giang thì các bạn cũng nói về đề án 06, trong đó thì Tây Giang cũng có một số cái cách làm sáng tạo, đó là hỗ trợ SIM cho người dân, là 1.800 SIM chính chủ cho người dân, đó là một cách sáng tạo. Rồi trang bị các thiết bị cho các cơ sở y tế là các đầu độc. Rồi cũng ứng dụng cái VNID trong cái khám chữa bệnh thì các bạn cũng nêu được những cái cách làm hay của mình. Đối với Nam Giang thì đã có cái phần trình bày rất là thuyết phục, các bạn đã tự tin và trình bày được cái mô hình sáng tạo trong cái việc mà thanh toán trực tuyến tại xã Cà Di. Các bạn cũng nêu được cái mô hình sáng tạo của mình, đó là giao chỉ tiêu cho cán bộ công chức và tổ công nghệ cộng đồng một tháng là 20 tài khoản một người, rồi phối hợp với ngân hàng và các cái ví để mà tạo các cái tài khoản thanh toán cho người dân. Đó là những cách làm hay mà chúng ta, đặc biệt là đối với các huyện miền núi thì nó vẫn còn khó khăn về cái hạ tầng, nhưng mà các bạn cũng nêu được những cái mô hình sáng tạo của địa phương mình. Rất là chúc mừng các đội thi đã thành công, đã thực hiện cái thành công bài thi của mình. Tuy nhiên là cái phần các bạn cũng có phần chú ý về thời gian, chú ý về thời gian quy định là 6 phút, cho nên là chúng ta khi trình bày phải chú ý thời gian, những cái đội thi lần sau thì cũng phải chú ý để việc quá cái thời gian 6 phút là cũng sẽ bị trừ điểm. Như vậy là đội Nam Giang và Tây Giang thì có hơi vượt cái thời gian một tí, thì các bạn các đội thi lần sau thì chú ý bên này. Thế thì sau khi thống nhất thì ban giám khảo thống nhất cái điểm của ba đội đó là Tiên Phước là 14 điểm, Nam Giang là 17 điểm và Tây Giang là 16 điểm. Xin chúc mừng ba đội.
Xin cảm ơn phần nhận xét, đánh giá và cho biện điểm của ban giám khảo. Và thưa quý vị, như vậy ở trong phần thi sáng tạo số thì các đội thi có điểm số như sau. Đội Nam Giang có 17 điểm, đội Tiên Phước có 14 điểm và đội Tây Giang có 16 điểm. Và thưa quý vị, như vậy sau hai phần thi thì xin mời quý vị cùng theo dõi tình hình điểm số của các đội thi lúc này. Hiện nay đội Nam Giang đang có 38 điểm. Đội Tiên Phước có 37 điểm. Và đội Tây Giang có 38 điểm. Và quả thật là những điểm số rất là xuýt sao. Và điều đó cũng hứa hẹn những phần thi tiếp theo sẽ rất căng thẳng, kịch tính và hấp dẫn. Và trước mắt các đội thi lúc này sẽ là phần thi mang tên Kỹ năng số. Sau đây là thể lệ phần thi kỹ năng số. Phần thi có 4 gói câu hỏi được đánh số thứ tự 1 đến 4. Mỗi gói bao gồm 10 câu hỏi. Trong vòng 120 giây, ba thành viên bộ đội trả lời 10 câu hỏi thuộc các lĩnh vực về chuyển đổi số và cải cách hành chính. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Đội thi trả lời hết thời gian hoặc hết gói câu hỏi. Thưa quý vị, vừa rồi là thể lệ của phần thi kỹ năng số và chúng tôi xin được nhắc lại một số điểm chính trong phần thi này. Ở phần thi này thì các đội thi sẽ được lựa chọn các gói câu hỏi. Mỗi gói gồm có 10 câu hỏi và thời gian để các đội thi trả lời là 120 giây. Mỗi câu trả lời đúng sẽ mang về cho các đội thi 10 điểm và xin chúc cả ba đội thi sẽ có thể giành được thật nhiều điểm số trong phần thi này. Và thưa quý vị, ở trong phần thi này thì ban tổ chức sẽ đưa ra các gói câu hỏi và các đội thi sẽ lựa chọn. Và ở trong phần thi này, đội thi sẽ lựa chọn câu hỏi đầu tiên, đó là đội thi Tây Giang. Xin mời đội Tây Giang lựa chọn gói câu hỏi. Tây Giang chọn gói số 4. Đội Tây Giang lựa chọn gói câu hỏi số 4. Đội thi hãy tận dụng thật tốt 120 giây để vượt qua 10 câu hỏi của chương trình. Thời gian bắt đầu. Quyết định số 411 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu cơ bản đến năm 2025, tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành lĩnh vực đạt tối thiểu bao nhiêu phần trăm? 80%. Chưa chính xác. Đơn vị nào đóng vai trò dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia bao gồm 3 trụ cột là chính phủ số, kinh tế số và xã hội số? Bỏ qua. Câu hỏi tiếp theo, nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị, mục tiêu cụ thể đến năm 2030, kinh tế số chiếm bao nhiêu phần trăm GDP? 30%. Chính xác. Kế hoạch số 5642 của Ủy ban Nhân dân tỉnh đến năm 2025, tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên bao nhiêu phần trăm? 30%. Chưa chính xác. Nghị định số 42 của Chính phủ đối với Ủy ban Nhân dân cấp huyện sử dụng tên miền cấp 4 có dạng như thế nào? huyện.tỉnh thành.gov.vn. Chính xác. Nghị quyết số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, mục tiêu cơ bản đến năm 2025, năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu bao nhiêu phần trăm? 7%. Chính xác. Có bao nhiêu nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu được đưa ra tại nghị quyết số 16 của Tỉnh ủy Quảng Nam? 5 giải pháp. Chưa chính xác. Mục tiêu đặt ra đến năm 2025, hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nước thực hiện từ xa trên môi trường số là bao nhiêu phần trăm? 50%. Chính xác. Quyết định số 146 của Thủ tướng Chính phủ, nhiệm vụ phổ cập kỹ năng số cho người dân qua nền tảng học trực tuyến Mở Đại Trà, đào tạo theo hướng cá nhân hóa do cơ quan nào chủ trì? Địa phương kết hợp với Bộ Thông tin Truyền thông. Chưa chính xác. Quyết định số 942 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu đến năm 2025, công tác báo cáo được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo quốc gia đạt tỷ lệ bao nhiêu phần trăm? 100%. Chính xác. Xin mời ý kiến của các thành viên trong ban giám khảo ạ. Đối với cái câu hỏi số 9 á, thì các bạn trả lời là cái câu mà quyết định 146 Thủ tướng Chính phủ
về nhiệm vụ phổ cập kỹ năng số cho người dân qua nền tảng học trực tuyến mở đại trà, đào tạo theo hướng cá nhân hóa do cơ quan nào chủ trì? Thì đó là các bạn trả lời là địa phương chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông. Thì cái này thì ban giám khảo thống nhất là cho là đúng. Xin cảm ơn ý kiến của ban giám khảo. Và như vậy có nghĩa là đội Tây Giang sẽ được ghi nhận thêm một câu trả lời đúng. Và ở trong phần thi này thì đội Tây Giang đã giành được 6 câu trả lời đúng, tương ứng với 60 điểm. Xin chúc mừng đội Tây Giang. Và thưa quý vị, đội thi tiếp theo sẽ bắt đầu lượt lựa chọn câu hỏi và tham gia vào phần thi kỹ năng số, đó là đội thi Tiên Phước. Xin mời đội thi Tiên Phước sẽ lựa chọn gói câu hỏi. Dạ, đội Tiên Phước xin chọn gói số 1 chị. Đội Tiên Phước lựa chọn gói câu hỏi số 1. Và chúc cho đội thi sẽ thật bình tĩnh và thành công với gói câu hỏi này. Xin cảm ơn ạ. Thời gian dành cho đội thi Tiên Phước bắt đầu. Quyết định số 411 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu cơ bản đến năm 2025, tỷ lệ nhân lực lao động kinh tế số trong lực lượng lao động đạt trên bao nhiêu phần trăm? 2%. Chính xác. Nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu được triển khai ở cấp tỉnh và bộ viết tắt là? Bỏ qua. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị, mục tiêu cụ thể đến năm 2030, năng suất lao động tăng bình quân khoảng bao nhiêu phần trăm một năm? 3,5%. Chưa chính xác. Kế hoạch số 5642 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, mục tiêu cơ bản đến năm 2030, tỷ lệ nhân lực lao động kinh tế số trong lực lượng lao động đạt trên bao nhiêu phần trăm? 50%. Chưa chính xác. Nghị định số 42 của Chính phủ quy định cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo bao nhiêu mức độ? Chính xác. Nghị định số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, mục tiêu cơ bản đến năm 2030, năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu bao nhiêu phần trăm? 20%. Chưa chính xác. Nghị quyết số 16 của Tỉnh ủy đến năm 2025, Quảng Nam thuộc nhóm bao nhiêu tỉnh thành phố dẫn đầu về chính quyền điện tử, chính quyền số? 20. Chưa chính xác. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030, hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nước thực hiện từ xa trên môi trường số là bao nhiêu phần trăm? 70%. Chính xác. Quyết định số 146 của Thủ tướng Chính phủ có bao nhiêu giải pháp thuộc nhóm các giải pháp hỗ trợ triển khai? Tóm. Chưa chính xác. Quyết định số 942 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ hồ sơ được tạo, lưu giữ, chia sẻ dữ liệu điện tử đạt bao nhiêu phần trăm? 40%. Rất tiếc đáp án này chưa chính xác. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng của Tiên Phước ở trong phần thi này. Đáp án chính xác phải là 100%. Và như vậy là đội thi Tiên Phước đã giành được 3 câu trả lời đúng và có thêm được 30 điểm trong phần thi này. Xin chúc mừng đội Tiên Phước. Và thưa quý vị, lúc này chỉ còn lại một đội thi sẽ tham gia phần thi kỹ năng số. Xin mời đội thi huyện Nam Giang lựa chọn gói câu hỏi. Đội thi của huyện Nam Giang xin lựa chọn gói câu hỏi số 2. Đội thi huyện Nam Giang lựa chọn gói câu hỏi số 2. Và chúc cho đội thi sẽ tận dụng thật tốt 120 giây của chương trình để vượt qua xuất sắc 10 câu hỏi của chúng tôi. Thời gian dành cho đội Nam Giang bắt đầu. Chính quyền số là chính phủ số được triển khai ở các cấp chính quyền địa phương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Đúng hay sai? Đúng. Chính xác. Quyết định số 146 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu đến năm 2030, hoàn thiện và mở rộng triển khai mô hình giáo dục đại học số tới tối thiểu bao nhiêu phần trăm các trường đại học công lập trong toàn quốc? 10. Chưa chính xác. Kế hoạch số 5642 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến năm 2025, tỷ lệ các cơ sở giáo dục triển khai mô hình quản trị số đạt bao nhiêu phần trăm? 80%. Chưa chính xác. Kế hoạch số 6124 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, mục tiêu cơ bản đến năm 2030, tỷ lệ hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng, trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước, đạt bao nhiêu phần trăm? 70%. Chính xác. Quyết định số 411 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu cơ bản đến năm 2030, tỷ lệ dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt trên bao nhiêu phần trăm? Trên 80%. Chưa chính xác. Nghị quyết số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, mục tiêu cơ bản đến năm 2030, tỷ lệ hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng, trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước đạt bao nhiêu phần trăm? 70%. Chính xác. Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị, mục tiêu cụ thể đến năm 2025, Internet 100%. Chính xác.
mỗi tổ chức doanh nghiệp cần dành ít nhất bao nhiêu phần trăm mức chi cho chuyển đổi số để chi cho các hoạt động đảm bảo an toàn an ninh mạng? 20%. Chưa chính xác. Quyết định số 2370 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, tỷ lệ giao dịch trên cổng dịch vụ công về hệ thống thông tin một cửa điện tử các cấp được xác thực điện tử đạt bao nhiêu phần trăm? 100%. Chính xác. Quyết định số 942 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu đến năm 2025, bao nhiêu phần trăm cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ 24/7, sẵn sàng phục vụ trực tuyến bất cứ khi nào người dân và doanh nghiệp 100%. 100% là đáp án chính xác trong câu hỏi này. Và như vậy là đội thi Nam Giang đã hoàn thành gói câu hỏi của mình và đội thi đã giành thêm được 60 điểm. Xin được chúc mừng. Thưa quý vị, sau 3 phần thi thì hiện nay đội Nam Giang đang có 98 điểm. Đội Tiên Phước có 67 điểm. Và đội Tây Giang cũng đang có 98 điểm. Xin chúc mừng cả 3 đội thi. Trước mắt các đội thi lúc này sẽ là thử thách cuối cùng cần phải chinh phục. Thử thách mang tên tăng tốc số. Mời quý vị và các đội thi cùng theo dõi thể lệ phần thi tăng tốc số. Phần thi có 8 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi có 4 đáp án A, B, C, D. Trong đó chỉ có một đáp án đúng. Nội dung câu hỏi thuộc các lĩnh vực về chuyển đổi số, cải cách hành chính. Mỗi đội có 2 lượt lựa chọn câu hỏi. Thời gian suy nghĩ và trả lời là 20 giây. Các đội thảo luận và cùng trả lời bằng máy tính. Đội trả lời đúng đầu tiên được 20 điểm, đúng thứ nhì được 15 điểm và đúng thứ ba được 10 điểm. Trả lời không đúng, 0 điểm. Vừa rồi là thể lệ của phần thi tăng tốc số. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại một số điểm chính trong thể lệ thi này. Ở trong phần thi tăng tốc số thì mỗi đội thi sẽ có 2 lượt lựa chọn câu hỏi. Mỗi câu hỏi sẽ có 4 đáp án và trong đó chỉ có một đáp án đúng. Điểm số ở phần thi này sẽ dựa vào trả lời chính xác và tốc độ trả lời. Đội trả lời đúng và nhanh nhất giành được 20 điểm. Đội trả lời đúng và nhanh tiếp theo sẽ lần lượt giành được 15 điểm và 10 điểm. Và trước khi bắt đầu phần thi thì cũng xin lưu ý, ở trong mỗi câu hỏi sẽ có 4 lựa chọn. Các đội thi có thể sử dụng chuột để nhấn vào đáp án mà các bạn cho là đúng, hoặc có thể sử dụng bàn phím A, B, C hoặc D để lựa chọn đáp án. Còn bây giờ thì xin mời các đội thi sẽ cùng nhìn lên màn hình để xem là trong phần thi này thì các đội thi có những sự lựa chọn như thế nào. Tương ứng với dòng chữ cải cách hành chính và chuyển đổi số sẽ là 8 câu hỏi để các đội thi lựa chọn. Đội thi đầu tiên sẽ lựa chọn câu hỏi, đó là đội thi huyện Nam Giang. Xin mời đội Nam Giang. Đội thi huyện Nam Giang xin lựa chọn câu hỏi số 1. Đội thi Nam Giang sẽ lựa chọn câu hỏi số 1. Và nội dung câu hỏi dành cho 3 đội thi như sau. Quyết định số 06 ngày 6 tháng 1 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Trong quan điểm chỉ đạo, đâu là mục đích của chuyển đổi số? A. Xây dựng chuyển đổi số thành công cho các ban ngành địa phương. B. Lấy phát triển con người, đảm bảo và cải thiện dân sinh. C. Lấy phát triển cơ sở hạ tầng, kết nối chuyển đổi số giữa các địa phương. Hay D. Tất cả đáp án trên đều đúng. Thời gian bắt đầu. Như vậy là thời gian dành cho câu hỏi đã kết thúc. Ở trong câu hỏi này thì cả 3 đội đều lựa chọn phương án D ở những giây đầu tiên của thời gian suy nghĩ. Trong đó đội thi đưa ra đáp án nhanh nhất là đội Tây Giang ở 0 giây 187. Đội thi đưa ra đáp án nhanh tiếp theo là đội Nam Giang ở 0 giây 217. Và đội thi Tiên Phước đưa ra đáp án nhanh thứ 3 ở 0 giây 437. Và câu hỏi đưa ra là theo quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ, trong quan điểm chỉ đạo, đâu là mục đích của chuyển đổi số? Đáp án chính xác ở câu hỏi này đó là lấy phát triển con người, đảm bảo và cải thiện dân sinh. Đó là phương án B. Và rất tiếc là chưa có đội thi nào giành được điểm trong câu hỏi này.
Và xin chúc cho các đội thi sẽ bình tĩnh và tận dụng tốt hơn những cơ hội tiếp theo trong phần thi. Và thưa quý vị, đội thi tiếp theo sẽ lựa chọn câu hỏi ở trong phần thi này, đó là đội thi Tiên Phước. Xin mời đội Tiên Phước ạ. Chọn câu 2 chị. Đội Tiên Phước lựa chọn câu hỏi số 2. Và các đội thi hãy lắng nghe thật kỹ nội dung câu hỏi này. Nội dung như sau. Quyết định số 749 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu cơ bản đến năm 2030 về phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số là A. Phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng các quang. B. Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về chính phủ điện tử. C. Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%. Hay D. Việt Nam thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu về an toàn an ninh mạng. Thời gian bắt đầu. Đã kết thúc thời gian suy nghĩ và trả lời. Và ở câu hỏi này thì một lần nữa cả ba đội cùng lựa chọn phương án A. Đội đưa ra đáp án nhanh nhất là đội Tiên Phước ở 0 giây 187, tiếp theo là đội Tây Giang ở 0 giây 197, và Nam Giang đưa ra đáp án A ở 0 giây 203. Và ở câu hỏi này thì đáp án chính xác đó là phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng các quang, phương án A. Và lần này chúng tôi xin chúc mừng cả ba đội đã giành được điểm. Trong đó đội Tiên Phước có thêm 20 điểm, đội Tây Giang có thêm 15 điểm và đội Nam Giang có thêm 10 điểm. Và đội thi sẽ bước vào lượt lựa chọn câu hỏi tiếp theo. Xin mời đội Tây Giang. Đội Tây Giang chọn số 4. Đội Tây Giang lựa chọn câu hỏi số 4. Và nội dung của câu hỏi này như sau. Kế hoạch số 7370 ngày 8 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến hết năm 2023, tỷ lệ trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên bao nhiêu phần trăm? A. Trên 70%, B. Trên 60%, C. Trên 50%, D. Trên 40%. Thời gian bắt đầu. Thưa quý vị, ở trong câu hỏi này, một lần nữa cả ba đội thi cùng đưa ra một phương án lựa chọn giống nhau, đó là phương án C. Trong đó, đội Tiên Phước đưa ra đáp án nhanh nhất ở 0 giây 298, tiếp theo là Nam Giang ở 0 giây 429, và đội Tây Giang đưa ra đáp án ở 9 giây 204. Và ở trong câu hỏi này, phương án chính xác là trên 50%. Một lần nữa xin được chúc mừng cả ba đội thi đã giành được điểm. Trong đó Tiên Phước có thêm được 20 điểm, đội Nam Giang có thêm 15 điểm và đội Tây Giang có thêm 10 điểm. Xin chúc mừng cả ba đội thi. Vâng, và lúc này thì điểm số của các đội thi ngày càng siết sao. Và phải nói rằng phần thi cuối đang diễn ra rất là căng thẳng và hấp dẫn. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu lượt lựa chọn thứ hai. Xin mời đội Nam Giang lựa chọn câu hỏi tiếp theo. Đội Nam Giang xin lựa chọn câu hỏi số 7. Đội Nam Giang lựa chọn câu hỏi số 7. Xin mời các đội thi theo dõi nội dung câu hỏi này. Nghị quyết số 76 của Chính phủ, nội dung nào sau đây đúng với mục tiêu về xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số đến năm 2025? A. 90% cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử được hoàn thành và kết nối, chia sẻ trên toàn quốc. B. 100% cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử được hoàn thành và kết nối, chia sẻ trên toàn quốc. C. 95% cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử được hoàn thành và kết nối, chia sẻ trên toàn quốc. D. 80% cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử được hoàn thành và kết nối, chia sẻ trên toàn quốc. Thời gian bắt đầu.
Thưa quý vị, như vậy là thời gian suy nghĩ và trả lời dành cho câu hỏi này đã kết thúc. Ở trong câu hỏi này thì đội Nam Giang lựa chọn phương án A, trong khi đó thì đội Tiên Phước và đội Tây Giang cùng lựa chọn phương án C. Đội Tiên Phước đưa ra đáp án nhanh hơn ở không giây 1:40, còn đội Tây Giang thì đưa ra đáp án ở không giây 1:71. Và chúng tôi đã hỏi các đội thi là theo nghị quyết số 76 của Chính phủ, nội dung nào sau đây đúng với mục tiêu về xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số đến năm 2025? Đáp án chính xác đó là 100% cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử được hoàn thành và kết nối chia sẻ trên toàn quốc. Đó là phương án B. Và rất tiếc là không có đội thi nào lựa chọn phương án này và các đội thi vẫn chưa thể giành được điểm trong câu hỏi vừa rồi. Các đội thi hãy suy nghĩ thật kỹ để có thể lựa chọn những phương án chính xác hơn trong hai câu hỏi còn lại ở trong phần thi này. Bây giờ sẽ là lượt lựa chọn câu hỏi của đội thi Tiên Phước. Xin mời đội Tiên Phước. Đội Tiên Phước chọn câu hỏi số 3. Đội Tiên Phước lựa chọn câu hỏi số 3. Và nội dung của câu hỏi này như sau. Rủi ro gặp phải khi phát triển chính phủ số đối với cá nhân là gì? A. Lộ lọt dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư. B. Lộ lọt mật khẩu tài khoản ngân hàng. C. Lộ lọt danh sách bạn bè trên mạng xã hội. D. Tất cả đáp án trên đều đúng. Thời gian bắt đầu. Như vậy là thời gian suy nghĩ và trả lời cho các đội đã kết thúc. Ở trong câu hỏi này thì Nam Giang và Tiên Phước lựa chọn phương án A. Đội Nam Giang đưa ra đáp án nhanh hơn ở không giây 4:51, còn đội Tiên Phước đưa ra đáp án ở 16 giây 3:22. Trong khi đó thì đội Tây Giang lựa chọn phương án D. Và xin được bật mí với quý vị là trong hai phương án A và D có một phương án chính xác. Câu hỏi đưa ra đó là rủi ro gặp phải khi phát triển chính phủ số đối với cá nhân là gì? Những rủi ro đó là lộ lọt dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư, lộ lọt mật khẩu tài khoản ngân hàng, lộ lọt danh sách bạn bè trên mạng xã hội. Và đáp án chính xác là phương án D, tất cả đều đúng. Xin chúc mừng Tây Giang là đội duy nhất giành được 20 điểm trong câu hỏi vừa rồi. Vâng, và lúc này thì phần thi kỹ năng số chỉ còn lại một câu hỏi cuối cùng. Và đội Tây Giang cũng chính là đội đưa ra lựa chọn câu hỏi. Xin mời đội Tây Giang. Tây Giang chọn câu số 6. Tây Giang lựa chọn câu hỏi số 6. Và các đội thi hãy theo dõi nội dung câu hỏi này. Nghị quyết số 16 ngày 14 tháng 10 năm 2021 của tỉnh ủy Quảng Nam, mục tiêu cụ thể về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 là gì? A. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt 100%. B. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt 95%. C. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt 90% trở lên. D. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt 75% trở lên. Thời gian bắt đầu. Như vậy là thời gian suy nghĩ trả lời dành cho các đội đã kết thúc. Ở trong câu hỏi này thì ba đội thi đưa ra ba phương án lựa chọn khác nhau. Đội Nam Giang lựa chọn phương án A, đội Tây Giang lựa chọn phương án B, trong khi đó thì đội Tiên Phước lựa chọn phương án C. Và với câu hỏi này thì đáp án chính xác đó là mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt 90% trở lên, đó là phương án C. Và chúc mừng đội Tiên Phước là đội duy nhất giành được điểm ở câu hỏi này. Và thưa quý vị, như vậy cả ba đội thi đã hoàn thành rất xuất sắc phần thi cuối cùng, phần thi kỹ năng số. Và chúng ta hãy cùng xem trong phần thi này thì các đội đã ghi được điểm số như thế nào. Ở trong phần thi này thì đội Nam Giang đã có thêm 25 điểm. Đội Tiên Phước có thêm 60 điểm.
và đội Tây Giang có thêm 45 điểm. Và phần thi kỹ năng số vừa rồi cũng đã khép lại số đầu tiên vòng loại của cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023. Sau 4 phần thi thì điểm số của 3 đội thi như sau. Hiện nay đội Nam Giang có 123 điểm. Đội Tiên Phước có 127 điểm. Và đội Tây Giang có 143 điểm. Và xin chúc mừng đội Tây Giang là đội thi có điểm số cao nhất trong cuộc thi ngày hôm nay. Thưa quý vị, như vậy là số đầu tiên vòng loại cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023 đã khép lại. Và bây giờ sẽ là lúc mà ban tổ chức sẽ trao giải cho các đội thi đã có rất nhiều sự cống hiến và nỗ lực trong cuộc thi ngày hôm nay. Đầu tiên xin mời đội thi Nam Giang là đội đã đạt giải 3 trong cuộc thi ngày hôm nay. Xin mời đội Nam Giang tiến về giữa sân khấu. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, Phó trưởng ban giám khảo sẽ lên trao giải 3 cho đội Nam Giang. Xin trân trọng kính mời ông. Đào hoa vào vùng nhịp sống đất nước ta đang trên mình. Đào hoa vào muôn con tim bước sang kỷ nguyên số. Bao trái tim đang mong chờ cao hát ta mong. Xin được cảm ơn ông Nguyễn Kim Sơn và chúc mừng đội thi đến từ huyện Nam Giang, đội đã đạt giải 3 trong cuộc thi hôm nay. Và xin mời đội Nam Giang hãy lui về phía sau một chút ạ. Và tiếp theo chúng tôi xin mời đội Tiên Phước, đội đã đạt giải nhì, tiến ra phía giữa sân khấu ạ. Tôi xin trân trọng kính mời bà Phạm Thị Ngọc Quyên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, trưởng ban giám khảo sẽ trao giải nhì cho đội Tiên Phước. Xin cảm ơn bà Phạm Thị Ngọc Quyên và xin chúc mừng đội thi Tiên Phước. Và chúng tôi bây giờ xin mời ra giữa sân khấu đội thi Tây Giang, đội đã đạt được giải nhất trong cuộc thi ngày hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Phạm Hồng Quảng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, trưởng ban tổ chức cuộc thi sẽ trao giải nhất cho đội thi Tây Giang. Trân trọng cảm ơn ông Phạm Hồng Quảng và một lần nữa xin chúc mừng đội Tây Giang đã giành chiến thắng trong cuộc thi hôm nay và là đội đầu tiên bước vào vòng bán kết cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023. Và kính thưa quý vị, đến lúc này thì số đầu tiên vòng loại cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2023 đã khép lại. Cuộc thi do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, lãnh đạo các địa phương và các cổ động viên đã đến tham dự cuộc thi. Và đặc biệt xin được cảm ơn ba đội thi Nam Giang, Tiên Phước và Tây Giang đã cống hiến cho ngày hôm nay một trận đấu rất kịch tính và rất hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.